Đến ngày 10 tháng 10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần. Trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 đến 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 đến 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh. Dự báo chi tiết cho các khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C, có nơi hơn 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Đêm gió nhẹ, gió đông bắc cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C, có nơi hơn 32 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C, có nơi hơn 33 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối,